Thưa quý vị, sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc đã dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố đến chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 2 tháng 12 năm 1975, 2 tháng 12 năm 2023. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc đã gửi lời chúc mừng về những thành tựu kinh tế xã hội mà Đảng, nhà nước và nhân dân Lào đạt được trong những năm vừa qua, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt thủy chung son sắt Việt Nam Lào không ngừng được củng cố phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc khẳng định, thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng làm hết sức mình để góp phần làm sâu sắc, gắn bó hơn nữa trong quan hệ với các địa phương của Lào, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào. Tổng lãnh sự Lào tại thành phố Hồ Chí Minh Phong Xĩnh Say gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã dành sự ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Lào giành được những thành tựu to lớn trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước thời gian qua, khẳng định sẽ phối hợp cùng thành phố Hồ Chí Minh để mạnh hơn nữa các hoạt động đối ngoại, hợp tác trên các lĩnh vực như chính trị, kinh tế thương mại, khoa học kỹ thuật đồng thời sẽ cùng các bạn việt nam làm hết sức mình coi đây là nhiệm vụ bảo vệ gìn giữ thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tình đoàn kết đặc biệt lào việt nam ngày càng hiệu quả hơn